Vâng, xin chào các bạn nhé. Thì hôm nay là mình được nghỉ, hôm nay là ngày địch đỏ. Thế nên là mình đang đi chơi, đi đến một cái thành phố nằm ở phía tây của tỉnh Fukuoka. Thành phố đây các bạn nhìn nhé. Đây là một trung tâm mua sắm này, mua sắm giải trí vui chơi và ăn uống. Cũng có số má ở tỉnh Fukuoka mình, nó nằm ở phía tây của Fukuoka. Thì giờ mình sẽ đi quay cho các bạn xem về trong khu vực này có những cái gì nhá. Thì đây là ở xung quanh này, nhìn xung quanh từ ngoài vào thì rất là rộng, chắc là đi cũng khá là mất thời gian, thế nên là mình sẽ quay tóm tắt cho các bạn nhá. Thì ở đây rất là nhiều cổng đi vào, thì bây giờ mình chọn cái cổng gần nhất, mình vừa xuống xe buýt thì mình đi vào cổng này nhé. Chỗ mình đang đứng đây là khu vực, đây là khu vực mua sắm quần áo, giày dép, rồi ba lô, cặp sách, ví da các kiểu. Các bạn xem nhé. Hai các bạn nhé, chỗ này là bán đồ thể thao nhé. Để mình quay một vòng nhé. Đây là hãng Puma này, Line này. Line với Dart ở đây rất là nhiều, hàng chính hãng luôn. Anh em nào ở Việt Nam có nhu cầu order thì inbox cho mình nhá. Nó giảm giá nhá, chắc là giờ vẫn đang ngày Tết thì là đang có giảm giá này. Cái hãng có chữ N này là Nhật người ta dùng rất là nhiều nhá các bạn nhá. Hãng này rất là nhẹ, như kiểu là giày vải ở bên Việt Nam mình ấy, rất là nhẹ luôn. Đây giá các bạn nhá, giá gốc của nó là 9.9 là, nhưng hôm nay đang có khuyến mại này, giảm còn 6.9 này, cộng cả thuế của nó là 7.5 này. Giày này đi nhẹ lắm, giày này là giày thể thao của người Nhật, người ta rất hay đi cái giày này. Sang đến bên này là bên về giày Line với anh em nhé. Giày Line xem màu trắng này à. Cái này giá gốc còn 5.5 này, giảm giá còn có 3.9 này, 4.5 năm, chỗ này nó khoảng gần 1 triệu tiền Việt Nam. Rồi giờ đến vào khu vực của Adidas anh em nhé. Đây là áo của Adidas. Cái này cũng đẹp đấy. Đây nữa là quần áo này. Mình thử vào cái chỗ bán giày này, không có quần áo gió này. Cũng ở đây thì cũng đang giảm giá luôn nhé các bạn nhé. Rất là ấm. Đây là khu vực bán quá thể thao của Dart này. Mũ lưỡi chai này, mũ lưỡi chai rồi nha. Một vòng rồi nhưng vẫn chưa hết được khu mua sắm ở bên này. Để cho anh em xem này, vẫn còn rất là nhiều nhé. Cái dành cho trẻ con này, trò xúc cát của họ là như kiểu là cát 3D có màu mè đẹp này,
đắt như ở Việt Nam mình. Cắt màu rất là đẹp các bạn nhé. Nhưng mà đây chắc là chỉ là cắt trắng thôi, chứ là màu, đèn màu, đèn màu chứ là trẻ con là 700 yên này, chơi được 15 phút này. Người lớn là 100 yên, chơi được cũng được 15 phút rồi. Đông là có các cái vòng tròn rất là lớn rồi. Ngồi trên đây có thể ngắm được toàn cảnh thành phố Fukuoka. Tí nữa mình sẽ ra đây mình ngồi lên đi một vòng.
chào anh em nhé. Hôm thì vừa đấy mình đã quay gần hết được cái khu vực vui chơi ở đây rồi nhá. Thì cách đi rất là đơn giản, anh em nào ở Fukuoka thì bắt tàu lên đến ga Tenjin, xong từ Tenjin thì có thể đi xe buýt hoặc là đi tàu điện ngầm, rất là nhanh. Hơn đi xe buýt thì mất khoảng 20 đến 25 phút. Bây giờ thì thôi, mình cũng mỏi chân rồi, giờ đang chuẩn bị đi về đấy. Quay lại một lần nữa cho anh em xem cái khu này là khu nghỉ chân thôi, ngồi nghỉ chân thôi.